Chào mừng các bạn trở lại với Johnny and Supercar Vlog. Trong clip này thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng những màu sắc mới của VinFast VF5 Plus tại thị trường Việt Nam vừa được công bố. Cách đây không lâu thì hôm nay chúng ta đã có thể chiêm ngưỡng hình ảnh thực tế của những mẫu xe VinFast VF5 với màu mới này. Khách hàng sắp tới sẽ có thể lựa chọn màu theo cá tính của các bạn với chi phí từ 10 cho đến 20 triệu đồng. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7 thì các bạn sẽ được miễn phí lựa chọn màu sơn cho VF5 Plus các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với màu xanh dương nhạt các bạn này, một cái màu khá là đẹp. Và chiếc VinFast VF5 này cũng được trang trí thêm những cái bông hoa rất là ấn tượng. Em này thì có nóc được sơn màu trắng các bạn nhé. Tiếp tục ở bên này chúng ta sẽ có màu hồng nhạt cho VinFast VF5 Plus này anh em này. Đấy, màu hồng nhạt và nóc của em nó cũng được sơn màu trắng. Đây là một trong 4 màu nâng cao mới của VinFast VF5 Plus từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có một chiếc xe màu xám cực kỳ phù hợp với các anh em. Đấy, những anh em nào mà yêu thích thể thao, yêu thích cá tính mạnh mẽ thì có thể lựa chọn màu sơn này. Màu xám này cũng khá là ấn tượng, nó gần giống với màu xám xi măng đó anh em. Mâm thì vẫn là mâm như trên phiên bản cũ các bạn nhé. Đó là 3 màu sắc mới vừa được công bố. Chúng ta sẽ còn những cái màu sắc khác ấn tượng và đẹp hơn mình sẽ gửi đến anh em sau. Đây chính là phần đuôi của chiếc xe có màu hồng nhạt này. Còn đây là phần đuôi của chiếc xe có màu xám này anh em này. VF5 Plus với ngoại thất màu xám anh em nhá. Đấy, giá bán của thuê pin là 468 triệu. Đây các bạn nhìn phần đuôi chiếc VF5 Plus màu hồng nhạt với nóc trắng này. Còn đây là màu xanh dương nhạt với nóc trắng và bộ tem hoa rất là đẹp xung quanh. Your ride. Đấy các bạn nhìn thấy phần đuôi này. Trực diện phần đuôi của chiếc VinFast VF5 này. Còn đây cũng là một màu sắc mới của VF5 Plus, đó là màu vàng các bạn nhé. Màu vàng cực kỳ nổi bật luôn. Các bạn có thể nhìn cái góc chéo của em nó này. Đấy, màu vàng nổi bật của chiếc VinFast VF5 Plus cũng là một màu mới có mặt từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Còn đây là cái màu mình yêu thích nhất trong loạt màu mới của VinFast VF5. Đó là ngoại thất màu xanh lá nhạt, phải nói là quá đẹp luôn. Cái màu xanh này nó gần giống với màu xanh quân đội và nó cũng trẻ trung và năng động cực kỳ. Đây, mình sẽ quay phần đầu cho anh em xem. Và đây là cận cảnh cái màu sơn này các bạn này, màu xanh quá đẹp luôn. Nó sơn cả trên gương chiếu hậu này, cả trên tay nắm cửa cũng được sơn cái màu xanh này. Em này thì toàn bộ thân xe đều sơn trùng màu các bạn nhé. Không có phần nóc trắng hay là phần nóc đen. Nóc đen như chiếc màu vàng kia hay là nóc xa trắng như chiếc màu xanh và những chiếc màu hồng. Đây các bạn này, trực diện cái màu xanh của chiếc VinFast VF5 Plus này, màu xanh mới được trang bị cho VF5 thôi. Trước đây thì không có màu này, còn bây giờ thì đã có màu này rồi anh em ạ. Đẹp chưa? Đây là cái màu phải nói là quá ấn tượng luôn. Chắc chắn là nhiều anh em sẽ cân nhắc lựa chọn cái màu nổi bật này của chiếc VinFast VF5. Và một màu mới khác cũng xuất hiện trên VF5 lần này, đó là màu xanh dương. Đây là màu xanh dương đậm này các bạn này, nổi bật chưa anh em? Đấy, nổi bần bật luôn. Nó khác với cái màu xanh dương trước đây, nó có cái gam màu khác. Còn đây là cái gam màu nó nổi hơn, màu sáng hơn của xanh dương đó các bạn. Trực diện này anh em này. Đấy, VinFast VF5 giờ đây đã đa dạng màu sắc hơn cho khách hàng lựa chọn. Còn nội thất thì vẫn là nội thất được bọc da màu đen anh em nhé. Các bạn có thể khám phá bên trong nội thất của một số chiếc xe đã được mở cửa ở đây. Ví dụ như chiếc bên này, nội thất được bọc da màu đen này, ghế ngồi chỉnh cơ này, bọc da các bạn nhá. Tại thị trường Indonesia hay là thị trường Thái Lan thì có lẽ là ghế ngồi sẽ bọc nỉ. Còn tại Việt Nam thì vẫn là VF5 Plus được bọc da. Phanh tay cơ này, núm để các bạn chuyển chế độ RND này, nút để các bạn khởi động xe này, màn hình giải trí này, màn hình phía sau vô lăng này, vô lăng này cũng được bọc da. Đấy các bạn nhìn này, đấy, xịn sò chưa? VF5 Plus ghế ngồi đều được bọc da các bạn nhá. Cả ghế lái, ghế phụ hay là đằng sau cũng đều được bọc da luôn. Ngó một chút cái không gian hàng ghế thứ hai của em nó này các bạn này, đấy cũng được bọc da và độ ngả mức vừa phải. Tất nhiên rồi, một chiếc xe thuộc phân khúc ASUV thì không thể có cái độ ngả tốt được anh em nhé. Đằng sau thì cũng có khay để đồ, không có cửa gió điều hòa cho khoang sau. Trần xe thì được bọc nỉ anh em nhé. Đây, toàn bộ không gian khoang cabin của chiếc VinFast VF5 Plus này anh em này. Em này thì có ngoại thất màu xanh dương đậm, nó cũng được thể hiện ở bên trong đây cho anh em xem này. Đóng cửa lại, chúng ta có toàn bộ phần đuôi. Đấy, toàn bộ phần đuôi có phiên bản màu xanh. Còn đây là màu xanh gần giống màu xanh quân đội nhưng mà nó nhạt nhạt hơn. Còn đây là màu vàng, màu xanh dương nhạt. Đây là màu hồng nhạt. Đây, màu hồng nhạt, màu xám. Những cái màu sắc phải nói là quá nổi bật và ấn tượng. Và cực kỳ phù hợp dành cho những khách hàng trẻ tuổi, trẻ trung năng động các bạn nhé.
cái màu này nó được thêm những cái bông hoa vào trông hay chưa anh em. Đây chính là cái màu xanh dương này, xanh dương nhạt, các bạn nhìn từ phần đầu xe này, hồng nhạt và màu xám xi măng này, đẹp chưa. Đây mọi người đang chụp ảnh cùng với xe này. Đây hai chiếc này các bạn nhìn nổi bắt đầu, chiếc này phải nói là cực kỳ phù hợp với các chị em nhé, với ngoại thất màu hồng nhạt này và nóc trắng anh em nhé, nóc của nó màu trắng. Đây các bạn chờ một chút, mình sẽ quay cái phần đầu xe của chiếc màu vàng kia cho anh em có thể chiêm ngưỡng. Đây phần đầu của chiếc VM5 Plus màu vàng. Đây các bạn quan sát gần hơn này. Đèn pha của VM5 là đèn pha halogen anh em nhé, em nó cũng không có dải led tại phần đầu và phần đuôi xe, cái này các bạn có thể về độ thêm. Đây, cái màu này cũng là cái màu ấn tượng, một cái màu rất là nổi bật luôn anh em này. Đấy, màu rất là cá tính của VinFast VM5 Plus, những cái màu sắc phải là quá đẹp luôn.